Quý anh chị tuổi canh ngọ thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với quý anh chị về tử vi tuổi canh ngọ sinh năm 1990 trong tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023 để giúp cho quý anh chị đốn lành, lánh giữ có được một tháng nhiều may mắn vạn sự như ý đại cát đại lợi và tuổi canh ngọ sinh năm 1990 được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành của bản mệnh chỉ ra rằng trong tháng 3 âm lịch năm quý mạo 2023 tới đây, người tuổi canh ngọ phải trải qua một tháng hung các ẩn tàng, vận trình có nhiều biến động. Nhưng bản mệnh cứ nghiêm túc, cố gắng thì tự tay sẽ cải biến được số mệnh của mình. Với những dấu hiệu may mắn cũng sẽ đến. Những người tuổi canh ngọa hiệu duyên xem được video này nên biết tận dụng để nắm bắt thời cơ để cải thời đổi vận thay biến vận mệnh để có được cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang, phú quý. Vậy vận trình cụ thể ra làm sao? Xin mời quý anh chị tuổi canh ngọ cùng theo dõi lá số tử vi chi tiết của mình ngay sau đây nhé. Tổng quan tuổi canh ngọ sinh năm 1990 Người tuổi canh ngọ, sinh năm 1990, là tuổi con ngựa, thuộc mệnh thổ, lộ bàng thổ, nghĩa là đất giữa đường. Canh ngọ là người tốt bụng và trung thực, luôn tìm cách giúp đỡ người khác bất cứ khi nào có thể, bản tính hướng ngoại họ rất thích trò chuyện người tuổi canh ngọ có xu hướng rời bỏ khu vườn nhỏ bé của mình để tới những đồng cỏ mênh mông tràn ngập ánh sáng nơi họ có thể tiếp xúc với nhiều bạn mới canh ngọ ý thức rất mạnh mẽ về tinh thần trách nhiệm sự công bình và thường tự đảm nhiệm công việc thay vì ép người khác làm tất cả những phẩm chất tuyệt vời này khiến canh ngọ rất được yêu mến đặc biệt là bởi các ông chủ hoặc khách hàng của họ là người độc lập và coi trọng tự do ngựa sắt thích lang thang trong những tình huống đòi hỏi lời cam kết chắc chắn họ thường chọn cách đánh bài chuồn các mối quan hệ ổn định không phải ưu tiên số một của con giáp này năng lượng kim khiến họ chú ý nhiều tới cái tôi và bướng bỉnh hơn những tuổi ngọ khác không biết kiềm chế như con ngựa bất kham canh ngọ sẽ không nghe lời bất cứ ai họ ghét sự giám sát và có thể tỏ thái độ cực kỳ vô trách nhiệm sự nghiệp của những người sinh năm canh ngọ đa phần không có gì quá là nổi bật, sau độ tuổi 30 trở đi mặc dù cuộc sống sẽ yên ổn nhưng tiền bạc chỉ ở mức bình bình, không có gì gọi là giàu sang thừa của. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi canh ngọ, sinh năm 1990, trong tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023. Trên bốn phương diện chính của cuộc sống, gồm sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe. Mời quý anh chị cùng theo dõi. Về mặt sự nghiệp, Bước sang tháng 3 âm lịch, năm Quý Mão 2023. Người tuổi canh ngọ, sinh năm 1990 gặp một dục cản trở, làm bản mệnh thiếu đi sự hăng hái, không mấy kiên định với mục tiêu của mình, dễ bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài. Vì vậy, người tuổi canh ngọ muốn bắt tay vào công việc gì, bạn cần phải suy nghĩ kỹ càng, vạch hướng đi rõ ràng, biết lắng nghe lời khuyên của mọi người, cũng như không để những lời bàn ra tán vào làm dao động quyết tâm của mình. Bản mệnh tuổi canh ngọ vốn là người nhạy bén, và có khả năng ứng biến nhanh nhạy, nhờ vậy mà bạn có thể dễ dàng nắm bắt cơ hội, có điều cơ hội sẽ không tự dưng xuất hiện trước mặt bạn, mà cần bạn phải thật sự quyết tâm, và mong muốn giành được. Chính tài chiếu mệnh, sẽ giúp cho những người không ngừng cố gắng vươn lên, đạt được thành quả xứng đáng với công sức bỏ ra. Mệnh chủ tuổi canh ngọ, trong tháng 3 âm lịch này, gặp xung thái tuế, sự nghiệp gặp nhiều cản trở, thậm chí tụt dốc, làm việc có nhiều sóng gió, cho nên bạn cần bình tĩnh, quan sát, chờ đợi cơ hội, không nên hành sự lỗ mãng. Tháng này nhân duyên của người tuổi canh ngọ cũng rất kém sắc, trong công việc không có được sự ủng hộ của mọi người, dễ dàng đắc tội với cấp trên, hay làm mất lòng người khác, dễ gây mất thiện cảm với khách hàng, dẫn đến mất những khách hàng tiềm năng, mọi thứ đều bị cản trở. Người tuổi canh ngọ nên biết suy nghĩ sâu rộng hơn, nếu có thể, hãy lùi về phía sau và bàn giao công việc cho những người có năng lực giải quyết nó. Như vậy, có thể níu giữ chân khách hàng, tránh được khủng hoảng trong thời điểm này. Nếu bạn muốn thay đổi môi trường làm việc của mình trong tháng này, và tìm kiếm một không gian rộng hơn để phát triển, thì nên thao khảm ý kiến của người có kinh nghiệm. Bạn hãy chủ động lên kế hoạch, hoặc nếu đơn vị có ý định mở rộng một ngành nghề nào đó, hay muốn bản thân mình tìm kiếm sự phát triển, thì sẽ phải thực sự chắc chắn. Sự đánh đổi này bước đầu sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng tương lai của bạn sẽ đầy hy vọng. Về mặt tài vận. Bước sang tháng 3 âm lịch này, vận trình tài lộc của người tuổi canh ngọ không có nhiều biến động tích cực. Đối với những người làm ăn, kinh doanh, buôn bán, tự thân vận động vẫn sẽ duy trì những mối đầu tư kinh doanh trước đó của mình, bản mệnh tuổi canh ngọ nên giữ quan hệ với những đối tác khách hàng đáng tin cậy bởi có thể đó sẽ trở thành nguồn thu chủ yếu của bạn trong tương lai. May mắn là trong tháng này bạn vẫn có được vận quý nhân xuất hiện, quý nhân sẽ dẫn đường chỉ lối cho bạn trong lúc gặp khó khăn, bạn không nên vội chạy theo những xu hướng chung của xã hội có mới, nới cũ bởi đó là một lĩnh vực thiếu an toàn cho khoản thu không bền vững, thậm chí dễ bị thua lỗ trong tháng này vận khí cũng chưa thực sự tốt tốt nhất là bản mệnh tuổi canh ngọ hãy làm tốt công việc hiện tại của mình trước khi thử sức với những lĩnh vực mới mẻ người có ý định khởi nghiệp vào thời điểm này sẽ gặp nhiều bế tắc chưa tìm thấy được những điểm sáng trong hướng đi của mình mục dục xuất hiện khiến cho ý chí của bạn thiếu đi sự nhẫn nại tinh thần làm việc không thực sự hăng hái tâm trạng không tốt dễ bỏ giờ giữa chừng mọi kế hoạch bị phá vỡ tất cả đều dẫn đến hao tán về tài lộc Vận trình tài lộc của người tuổi canh ngọ trong tháng 3 âm lịch này gặp nhiều khó khăn, bạn sẽ khá chật vật trong việc kiếm tiền lúc này. Kiếp tài xuất hiện là hung tinh trong tứ trụ luận mạng, đại diện cho người thân và nam giới của nữ mạng. Có thể thấy, vận tài chính của tuổi canh ngọ, sinh năm 1990 tháng này sẽ có liên quan đến những người thân là nam giới, có thể một khoản làm ăn, đầu tư nào đó bị người thân, anh rể hoặc bạn bè đồng nghiệp nam tranh mất vận cạnh tranh trong tiền tài tương đối mạnh mẽ. Ngoài ra, tháng này người tuổi canh ngọ nên cẩn thận về túi tiền của mình, tránh bị cướp giật hay kẻ gian lẻn vào nhà lấy cắp tài sản, đi đường nên cẩn trọng, không mang theo nhiều tiền mặt và những đồ trang sức có giá trị, tránh bị kẻ xấu nhòm ngó, chiếm đoạt mất tiền hao của. Về mặt tình cảm, bước sang tháng 3 âm lịch này, người tuổi canh ngọ, sinh năm 1990, về phương diện tình cảm gia đạo gặp thái tuế án ngữ, gây ra nhiều tác động xấu trong gia đình và cả mối quan hệ ngoài xã hội. Đối với người độc thân dễ dao động bởi người khác phái, sẽ gặp vận đào hoa xấu tiềm ẩn, rất dễ bị lừa gạt, có thể gây tai tiếng, thị phi, mối quan hệ rất khó để có tiến triển. Đối với người đã kết hôn, chịu xung thái tuế và thiên khốc, ảnh hưởng cuộc sống không tốt, tính khí có phần nóng nảy, khó tránh khỏi việc cãi nhau, còn có nguy cơ dạn nứt tình cảm gia đình cao. Lời khuyên của chúng tôi dành cho các cặp đôi nên gia tăng sự quan tâm tới nửa kia của mình, lúc cần thiết có thể cùng nhau đi du lịch, chia sẻ nhiều hơn để thấu hiểu nhau, giúp đặt nền móng vững chắc cho mái ấm gia đình mình. Bất kể bạn đã kết hôn hay chưa, bạn cũng nên duy trì tình cảm hiện tại bằng cả trái tim trung thành, bao dung, chia sẻ kịp thời, ân cần đi cùng nửa kia, và hy vọng rằng tình yêu sẽ ngọt ngào và hạnh phúc. Về mặt sức khỏe về phương diện sức khỏe của người tuổi canh ngọ, trong tháng 3 âm lịch này, đang gặp phải hung tinh nhị hắc, hay còn gọi là bệnh phụ chiếu mệnh, nên sẽ bị ảnh hưởng, đem đến bệnh tật và tai ương cho mệnh chủ. Người tuổi canh ngọ cần chú ý về bệnh cũ dễ tái phát, khi phát bệnh trở lại sẽ ảnh hưởng rất nặng tới sức khỏe ngoài ra người tuổi canh ngọ cũng không nên quá xa đà vào công việc mà không chú ý tới việc ăn uống sức khỏe của mình cùng với đó người tuổi canh ngọ cũng nên tham gia các hoạt động thể dục thể thao không nên quá tập trung vào công việc dễ bị stress sẽ ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe đại hao là hung tinh làm cho cơ thể dễ hao tổn năng lượng tháng này sẽ buôn ba lao lực áp lực công việc lớn dẫn đến chất lượng các giấc ngủ cũng đi xuống cơ thể mệt mỏi sự thay đổi thất thường của thời tiết trong tháng 3 âm lịch này, cũng làm cho con người ta dễ mệt mỏi, dễ mắc các chứng bệnh như, cảm cúm hay ốm vặt, dễ lây lan bệnh truyền nhiễm, người tuổi canh ngọ nên biết giữ mình, bảo vệ bản thân, có như vậy sức khỏe của bạn mới được đảm bảo. Phong thủy phòng ngủ, giường ngủ cho tuổi canh ngọ, sinh năm 1990. Con người luôn dành một phần ba cuộc đời mình cho việc ngủ, nên phòng ngủ chiếm một vai trò đặc biệt quan trọng trong cuộc sống vị trí phòng ngủ trong nhà và vị trí giường ngủ trong phòng ngủ nên ưu tiên ở hướng tốt, các hướng, sinh khí, thiên y, diên niên, phục vị. Tủ quần áo nên kê tại các góc xấu trong phòng để chấn được cái xấu, là các góc ngũ quỷ, họa hại, lục sát, tuyệt mệnh. Chính vì vậy, giường ngủ phải được đặt theo hướng tốt, giúp đem đến nhiều vận khí và năng lượng tốt. Theo quy định, hướng giường ngủ là hướng từ chân lên đến phía đầu. Đây là hướng con người hít thở và hấp thụ các năng lượng từ môi trường một cách trực tiếp gia chủ tuổi canh ngọ mang mệnh thổ, hỏa sinh thổ nên hướng giường nên quay về hướng nam la hướng của mệnh hỏa, đông bắc hoặc hướng tây nam là thổ kết hợp với thổ. Hướng giường ngủ cho tuổi canh ngọ, nam mạng, sinh năm 1990. Do nam tuổi canh ngọ thuộc đông tứ mệnh, trái với tây tứ mệnh của người nữ nên hướng giường ngủ cho nam tuổi canh ngọ được xác định như sau. Hướng sinh khí, bắc hướng này giúp chủ nhà thu hút tài lộc danh tiếng, sự thăng quan phát tài hướng thiên y đông nam cải thiện tình trạng sức khỏe giúp chủ nhà trường thọ hướng diên niên đông cải thiện cũng như củng cố các mối quan hệ trong gia đình và tình yêu hướng phục vị nam nâng cao sức mạnh tinh thần đem đến tiến bộ của bản thân và may mắn trong những kỳ thi cử ngoài ra nam tuổi canh ngọ cũng phải nên tránh những hướng giường sau hướng tuyệt mệnh tây bắc đặt hướng này sẽ khiến công việc thất bại dễ phá sản cũng dễ gây chết người Hướng hỏa hại đông bắc, hỏa từ miệng mà ra, đường công danh thất bại, gặp điều không may mắn. Hướng ngũ quỷ tây, đánh mất công việc hiện có dẫn đến mất nguồn thu nhập dễ xảy ra tranh chấp với mọi người. Hướng lục sát tây nam, làm xáo trộn các mối quan hệ tình cảm của chủ nhà dẫn đến kiện tụng tai nạn, thù hận. Hướng giường ngủ cho tuổi canh ngọ, nữ mệnh, sinh năm 1990. Do nữ tuổi canh ngọ thuộc tây tứ mệnh nên hướng giường ngủ cho nữ tuổi canh ngọ được xác định như sau hướng sinh khí tây bắc hướng này giúp chủ nhà thu hút tài lộc danh tiếng sự thăng quan phát tài hướng thiên y đông bắc cải thiện tình trạng sức khỏe giúp chủ nhà trường thọ hướng diên niên tây cải thiện cũng như củng cố các mối quan hệ trong gia đình và tình yêu hướng phục vị tây nam nâng cao sức mạnh tinh thần đem đến tiến bộ của bản thân và may mắn trong những kỳ thi cử bên cạnh đó nữ tuổi canh ngọ cũng phải nên tránh những hướng giường sau hướng tuyệt mệnh bắc đặt hướng này sẽ khiến công việc thất bại dễ phá sản cũng dễ gây chết người hướng họa hại đông nam họa từ miệng mà ra đường công danh thất bại gặp điều không may mắn hướng ngũ quỷ đông đánh mất công việc hiện có dẫn đến mất nguồn thu nhập dễ xảy ra tranh chấp với mọi người hướng lục sát nam làm xáo trộn các mối quan hệ tình cảm của chủ nhà dẫn đến kiện tụng tai nạn thù hận màu sắc phòng ngủ cho người tuổi canh ngọ Màu sắc trong phòng ngủ và màu sắc rèm cửa nên sử dụng màu hồng hoặc màu đỏ là màu đại diện cho hành hỏa, rất tốt cho người hành thổ. Hoặc màu vàng, vàng đất tượng trưng cho màu tương sinh là thổ. Gia chủ tuổi canh ngọ không nên đặt các vật dụng và sơn nhà có màu xanh, xanh đậm là màu tượng trưng cho hành mộc, mộc khắc thổ không tốt cho gia chủ. Vâng, quý anh chị tuổi canh ngọ thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023 của người tuổi canh ngọ, sinh năm 1990. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý anh chị tuổi canh ngọ sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới phần bình luận ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý anh chị trong thời gian sớm nhất xin kính chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe hạnh phúc giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình chương trình đến đây là hết xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo